Tổng thống Thái Anh Văn, đã, Đài Bắc đã được tăng cường quan hệ quân sự với Hoa Kỳ. Tổng thống Đài Đài Loan đó sẽ tiếp những dân biểu Hoa Kỳ qua đó thăm, các vị nhớ không gần đây các dân biểu nghị sĩ qua bên đó rất nhiều. Và ông tất nhiên bên tập gần Bình thì ông điên lên nhưng mà chịu thôi, đó là chuyện nước khác, người ta vẫn có chủ quyền, ông không có quyền gì cả, thì ông chỉ lên tiếng phản đối vớ vẩn vậy thôi. Vì tổng thống Đài Loan cho biết cái hòn đảo này sẽ được tăng cường quan hệ quân sự với Hoa Kỳ. Tổng thống Thanh Văn hôm thứ Ba phát biểu như trên trong cuộc gặp gỡ các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang đến thăm Đài Bắc. Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình mặc dù hòn đảo này đã tự trị kể từ cuộc nội chiến Trung Cộng hồi năm 1949. Trung Cộng nói sẽ kiểm soát hòn đảo này bằng mọi cách kể cả tiếp quản quân sự. Thì bên Tàu Cộng lúc nào nó cũng nói vậy thôi nhưng mà cả, cả trăm năm nay cũng đâu có làm được cái gì đâu. Nói không à dân biểu liên bang Hoa Kỳ là Ro Khanna, một thành viên của phái đoàn lưỡng đảng và một thành viên của ủy ban đặc biệt mới được thành lập giám sát tình trạng cạnh tranh Hoa Kỳ và Trung Cộng. Nói với Tổng thống Thanh Văn rằng phái đoàn đang công du Đài Loan để khẳng định các giá trị chung giữa Hoa Kỳ, Đài Loan, một cam kết cho dân chủ, tự do. Ngoài cuộc gặp với bà Thái và các nhà lập pháp Đài Loan, phái đoàn Hoa Kỳ gặp ông Maurice Chang, người sáng lập công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan chúng ta nhớ là Đài Loan thì là top quốc gia giỏi nhất về cái chất bán dẫn cái semiconductor cả thế giới phải lệ thuộc và Hoa Kỳ đang cùng hợp tác với Đài Loan cho nên là khi đến như vậy thì các nhà lập pháp cũng muốn gặp cái người đại diện công ty nổi tiếng về vấn đề chất bán dẫn là cái ông Maurice Chang công ty này có những cái hợp đồng lớn nhất thế giới tuy nhiên có một vài nước cũng đang cố gắng sản xuất nhưng mà Đài Loan nó vẫn chiếm top cái địa vị hàng đầu ví dụ như Nhật cũng cố gắng rồi Nam Hàn đó kể cả Hoa Kỳ nhưng mà nó về cái mặt đó phải công nhận là bên Đài Loan nó có cái, cái đặc quyền nó có những cái tài năng đặc biệt cho nên nó nó đi đến được cái sản xuất hàng hóa rất là cao cấp. <laughs>